thân chào và chúc một ngày tốt đẹp đến với tất cả mọi người chúng ta. Hôm nay, ngày 6 tháng 4 năm 2023 là ngày lễ phục sinh bên Na Uy. Ngày lễ hôm nay được gọi theo tiếng Anh là Modi Thu Ngoài trời trông thật ủ rũ, không mây, không mưa và không có ánh sáng mặt trời. Tuyết còn rất nhiều trong khu vườn phía sau chung cư, nơi mình đang cư ngụ, ở tại ngoại ô thành phố Na Uy. Lúc này, là 11 giờ trưa, và khí hậu tương đối ấm, ở nhiệt một độ C. Mình chợt tưởng niệm đến người cha quá cố. Ba của mình, luôn thích nấu phở, theo phương thức phở Hà Nội, khi ba của mình còn sống, thì ông hay nấu phở, vào những dịp lễ, vì lúc đó ba mình được nghỉ lễ, để làm công việc gia chánh, vào những ngày lễ. Hồi đó, ba mình luôn gọi điện thoại đến tụi mình, vào những lần ba đã nấu xong nồi phở. Khi mình dùng xong một tô phở mà ba mình đã nấu thì ba luôn đặt câu hỏi, "Có ngon không hả thư?" Mình luôn trả lời, "Tuyệt vời." Miệng mình nói như vậy, nhưng tư tưởng mình đang so sánh những món ăn giữa ba và má của mình thường hay nấu. Mình luôn luôn thích cách nấu ăn và sự nêm nếm thức ăn từ ba của mình hơn là các nấu ăn của má mình. Vì gia đình bên nội của mình là người miền Bắc, còn gia đình bên ngoại của mình là người miền trung mình khuyên những bạn có bệnh thận thì nên giảm lượng muối trong thức ăn hay món ăn mặn nói nhỏ cho các bạn nghe má mình người trung nên ăn mặn lắm mình đang thèm phở bò nấu theo cách hà nội như mọi khi ba của mình hay nấu cho chúng mình ăn khi ông còn sống mình thương ba của mình lắm các bạn à phở hà nội là món ăn nổi tiếng của việt nam được nhiều người yêu thích có thể nói sẽ càng ngon hơn khi tự nấu ở nhà cho gia đình thưởng thức vị bò thơm ngọt nhiều dưỡng chất bánh phở dai dai cùng với nước dùng đậm đà hòa huyện với hương thơm của các loai rau thơm ăn kèm nói đến đây thôi mình đã thèm rồi không chờ lâu nữa hãy vào bếp làm ngay đây sau đây là cách nấu phở bò ngon chuẩn vị hà nội với nước dùng đậm đà phải nói phở là món ăn thơm ngon nhưng lại khá đơn giản trong cách chế biến hôm nay mình chia sẻ cách nấu phở đơn giản này và cùng vào bếp làm ngay với mình nhé trước tiên mình đưa ra phần mục lục một giới thiệu phở bò hà nội hai so sánh phở bò hà nội và phở bò nam định ba hướng dẫn cách nấu phở bò chuẩn vị hà nội cách nấu phở hà nội bằng gói gia vị bốn bí quyết nấu phở bò hà nội ngon đậm đà một giới thiệu phở bò hà nội phở bò hà nội được xuất hiện lần đầu từ thời pháp thuộc phở hà nội được biết đến qua dạng phở gánh những người bán phở dạo với tiếng rau âm vang trong những con đường nhỏ nó đã trở thành một nét đẹp xưa của hà thành lúc đó hiện nay tuy gánh phở đã không còn nữa nhưng phở hà nội vẫn còn nguyên giá trị của nó phở hà nội nổi bật nhờ phần nước dùng ngọt thanh trong vắt lại đậm đà nhờ được ninh từ xương bò ăn cùng sợi phở phở dai dai, thêm ít hành lá, giấm ớt, rau xanh khi ăn một lần, bạn sẽ chẳng thể nào có thể quên. 2. So sánh phở bò Hà Nội và phở bò Nam Định Phở bò Nam Định, nhìn bề ngoài có thể khó phân biệt với phở bò Hà Nội. Tuy nhiên, nếu thử nêm, ngay lập tức, bạn sẽ phát hiện ra phở bò Nam Định thì phần nước dùng đậm hơn hẳn vì nhờ được nêm từ nước mắm. Còn nước dùng của phở Hà Nội sẽ trong hơn, vì cũng thanh, và ít béo hơn. Sợi phở của Hà Nội mỏng và mềm. Tuy vậy, khi trần qua nước sôi, thì sợi phở vẫn dai, chứ không bị nát. Còn bánh phở của Nam Định sẽ to bản hơn, độ dày vừa phải, được tráng và cắt bằng thủ công nghệ, nên sợi phở to hơn nhiều so với sợi phở Hà Nội, được thái bằng máy. 3. Hướng dẫn cách nấu phở bò, chuẩn vị Hà Nội Cách nấu phở Hà Nội bằng gói gia vị Chuẩn bị 50 phút Chế biến 120 phút Dành cho 4-5 người Nguyên liệu nấu phở Hà Nội bằng gói gia vị 1 kg xương ống bò 150 g thịt nạm bò 150 g thịt bò phi lê 1 củ hành tây 1 gói gia vị nấu phở bò Bột gừng Gia vị, nước mắm, đường phèn, muối, tiêu Bước 1. Sơ chế nguyên liệu Bạn rửa sạch 1kg xương ống bò trong dung dịch muối và giấm để khử mùi hôi. Sau đó, bạn để vào nồi nước và thêm vào 2 gam bột gừng. Đợi sôi 5 phút và rửa lại với nước lạnh. Bước 2. Nấu nước dùng Cho vào nồi 2 lít nước, bỏ xương ống đã luộc vào và hầm trên lửa nhỏ trong vòng 2 tiếng, nhớ vớt bọt trên bề mặt. Để nước nguội hẳn, rồi bạn để vào nồi một gói gia vị phở bò, 150g thịt nạm bò, và thêm cỡ 300ml nước. Tiếp tục hầm nhỏ lửa trong vòng một tiếng đồng hồ. Sau đó, vớt tất cả ra, nêm lần lượt 2,5 muỗng cà phê đường phèn, 1 muỗng cà phê muối, 2 muỗng cà phê nước mắm. Khi nạm bò đã nguội, bạn cắt bò thành từng lát mỏng. Còn thịt bò, thì bạn cắt thành lát mỏng vừa ăn. Trụng bánh phở qua nước sôi rồi vớt ra tô. Sau đó, để lên trên phần nạm bò, thịt bò đã cắt lát, đầu hành, hành tây cắt lát. Cuối cùng, chan phần nước dùng đang sôi lên. Thế là bạn có thể thưởng thức phở Hà Nội rồi. Bước 3, thành phẩm. Khi không có quá nhiều thời gian để nấu một tô phở kỳ công thì nấu phở Hà Nội bằng gói gia vị đó là lựa chọn đúng đắn nhất. Phở được nấu ra nhanh chóng và ít bước hơn lại còn thơm ngon tròn hương vị đậm đà chẳng khác gì phở chính gốc thưởng thức hương vị phở thơm lừng kích thích vị giác thịt bò mềm vừa phải nước dùng ngọt thanh ngon hơn khi ăn kèm với các loại rau thơm và nước chấm bí quyết nấu phở bò hà nội ngon đậm đà bí quyết để có một nồi nước lèo ngon thì bạn nên ninh phần sườn bò đuôi bò hoặc xương ống của bò để nước dùng ngọt thanh tự nhiên hơn bạn có thể để vào một khúc mía để tạo vị ngọt tự nhiên, không bị gắt. Phần thịt và gân bám xung quanh phần xương, bạn đừng nên lọc quá kỹ vì sẽ làm mất đi vị ngọt tự nhiên. Xương ống thường có mùi hôi nên bạn phải khử mùi kỹ để không bị ám mùi và làm trong nước dùng. Phở bò Hà Nội sẽ mất đi vị đặc trưng nếu thiếu đi những gia vị như quế, hồi, thảo quả. Hy vọng với những chia sẻ tượng Corona Podcast sẽ giúp bạn thực hiện thành công món phở Hà Nội truyền thống, ngon hết sảy để cùng chiêu đãi gia đình và người thân. Để biết thêm thông tin chi tiết về cách làm bánh Á hay bánh Âu thì bạn vui lòng để lại thông tin ở nút đăng ký bên dưới để được hỗ trợ tư vấn miễn phí nhé. Cảm ơn đến những bạn đã lắng nghe và theo dõi kênh MC Donny and Podcast này. Mình hẹn bạn đón nghe những video kế tiếp. Với lời chúc tốt đẹp nhất Podcast MC Donnie en. Vào ngày 6 tháng 4 năm 2023.